full tướng đỏ này nha, tướng đỏ nè, một trần nè, đó. Một trần một rưỡi vậy đó, ngọa quỷ nè, tiểu băng tâm nè, long cốt nữ nè, quách tương. Ủa quách tương mà cũng được làm tướng đỏ nữa hả? Con nhỏ nó ghét như quỷ vậy. Thấy sao? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái con game đó là Mộng Anh Hùng. Đó, như các bạn thấy giao diện này là cái giao diện đăng ký nha. Vào đây bà bấm vào nè. Đây là cả nhà ha. Mật khẩu. Rồi chúng ta bấm vào chữ đăng ký. Đó, tự vào game. Đang có cái server 7 nha các bạn, mới mở ngày hôm nay. Free rất là nhiều nha các bạn, full tướng đỏ. Nhận vàng hàng ngày luôn. Full đồ đỏ. Ngoại trang thì các bạn có một số cái mua còn một cái nó free nha. Full VIP luôn nha các bạn. Chọn thằng này đi. Đó con, ở thằng này đi. Bỏ qua mấy cái này đi. Bỏ qua luôn. Hôm nay tối thứ bảy thì mình cũng chuẩn bị đi chơi nên bỏ qua này luôn đi. Hướng dẫn các bạn cách để nhận quà. Đây nó có quà sẵn nè ha. Đây là quà VIP nha các bạn. Đó, full đồ ha. Đó, full đồ nè. Full tướng nè. Đây mới có VIP 13 nha các bạn. Max VIP là VIP 16 nha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn nhận ha. Đây là cái giao diện nhận code, nhận mã code này nha các bạn. Bấm mình chút, mình sẽ để cái đường link ở dưới. Ở đây thì nó có nạp cạc nè, đó, vàng nhận vào game mà chuyển khoản này nọ nè ha. Cái này chúng ta không quan tâm tới nha các bạn. Đây đổi vàng nè, thẻ đây có chỗ nhận code nè, đó. Bấm vào đây, full ha, đó. Nhận hư thành công gì đó. Đó, đây là nhận hư nữa nè. Đó, nhận hư nữa nè. Đó, vậy là ok nha các bạn. Chúng ta quay vào game. Đó, vào game thì nó nhận ở đây nè. Bánh đậu xanh, đậu đỏ gì đó. Đó, nạp lần đầu. Quà hệ thống gì đó, lạc. Đó, này là full đồ nè các bạn. Đó, này là full đồ VIP nè. Đó, lên VIP 16 ha. Đó, nhận hết rồi đó, mát kim cương rồi đó. Kim cương thì đầu game nó cho chúng ta là 10 triệu nha các bạn. Ở đây thì nó được 10 triệu, cho 10 triệu, 11 triệu đi. Vậy đi, tính vậy cho nó lẹ. Không, bây giờ chúng ta chạy phó bản cái nha. Làm lẹ lẹ nè. Tối nay là tối thứ bảy đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt rồi nè. Tranh thủ về làm cho anh em chơi xong rồi mình đi công việc nữa. Mấy này mình bỏ qua hết nha. Bỏ qua luôn. Mình VIP 16 mà, full VIP rồi nên mấy cái này đơn giản. Làm cho lẹ lẹ. Giờ nó đang hướng dẫn nên mình không có kéo tướng cho các bạn xem được. Mới mở sáng hôm nay luôn nha các bạn. Hình như 10 giờ ngày 16 á.
Này vừa đánh qua rồi bây giờ bỏ đi. Đây đổi tướng nè các bạn, đó chúng ta có full tướng đỏ này nha, tướng đỏ nè, một trần nè, đó một trần một rưỡi vậy đó, ngọa quỷ nè, tiểu băng tâm nè, long cốt nữ nè, quách tương. Ủa quách tương mà cũng được làm tướng đỏ nữa hả? Con nhỏ nó ghét như quỷ vậy. Thiết sát vương nè, vĩ hồ nè, lâm động nè, hoàng dung. Chợ hoàng dung nhưng mà có 6 sao. Lỗ hữu cước nè đó, tiểu kiều phong nè đó, mấy thằng này bỏ đi đó. Còn đồ thì đâu rồi, bấm trang bị ha, full đồ đỏ nè. Nhân vật thì có thời trang nè ha, đó nó cho được cái thời trang này nè các bạn. Chúng ta phải tiến cấp lên cộng 1 thì nó mới cho chúng ta mặc thời trang nha các bạn. Đây ở đây thời trang nó cho free cái con này nè. Đó. Cộng vô thì đâu có bao nhiêu điểm đâu. Đi ra ngoài coi coi. Nhìn cũng như bao người nhìn xấu à. Con này là cộng 10.000 máu. Rồi hủ vật lý bao nhiêu đó. Công thì cũng 10.000. Nhìn cũng được đó các bạn. Như là linh lực thân thân thể thần phách gì đó. Cái này công cũng 10.000 nè, nhìn này nó oai hơn nè. Nhìn thằng này cũng oai hơn nè, thôi lấy thằng này đi. Ồ nhiều, 20 triệu, 20 triệu không đủ rồi các bạn. Hôm qua mua con này lại đi. Con này thì 2 4 6. Ồ con này 5 triệu hả? Con này bao nhiêu? Con này 20 triệu. Con này mua thì không được. Con này cũng 20 triệu luôn. Con này cũng 20 triệu luôn. Cái con này cũng hủ được nè. Con này thì 5 triệu. Mấy con này thì rẻ rồi, hỏi nói rồi. Vậy lấy hai con này ha. Một trong hai con này, lấy con này đi, nó có xét nè. Rồi trang bị lên đó, cộng lên nè, sự kiện nè, vào đây nhận tiếp nè, được 50.000. Nhiệm vụ còn một chỗ nhận vàng nữa, các bạn chờ chút nha, để mình bỏ qua mấy cái này hết nó mới coi được, nó mới hiện lên. Hoàng Dung vậy mà tướng có 5 sao trời, tào lao thiệt chứ. Anh em nào chơi game này rồi thì biết game này nó cũng ra sao rồi ha. Đó, 4D luôn nha, hình ảnh là 4D. Đây là có chợ nè, đó bấm vào. Cho con tướng như bắp.
Dạ nhiệm vụ nữa nha. Nó chưa ra được nữa này, nhận quà tân hữu à. Bỏ đi, bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua luôn. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua không được ta. Đó, nhận được quà tân hữu nha. Những cái này thì không cần phải nói rồi. Đây, điểm danh hàng ngày ha, được là 2, 4, 6, 55 triệu 550 ngàn 500 đồng nha. Đây, thành tựu cũng được kim cương nè, có được vàng nè. Đó, sự kiện theo giờ gì đó. Này là 2, 4, 5, 2, 4, 5. Đủ điều kiện rồi mà ta, tào lao quá. Đó, mình hướng dẫn các bạn sơ sơ vậy thôi nha, còn tất cả còn lại là các bạn tự chơi nha. Rồi, bye bye các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube, hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây, các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha, cái phần tiếp quảng cáo bên này đó là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.